Theo ghi nhận, ngày 13 tháng 3, đã có nhiều đoàn từ các nơi về khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để dâng hương, thành kính tri ân những người con anh dũng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì chủ quyền biển đảo của đất nước. Theo đó, các đoàn gồm cảng hàng không quốc tế Cam Danh, cán bộ đoàn viên thanh niên lữ đoàn tàu ngầm 189, đoàn cơ sở trung đoàn 196 Hải quân phối hợp với đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa khu vực Cam Danh, hội cựu chiến binh phường An Phú, Bình Dương. Cùng về tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam cách đây 36 năm, 14 tháng 3 năm 1988, 14 tháng 3 năm 2024. Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 Hải quân phối hợp với Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Danh do Thượng tá Phạm Văn Sơn, Phó Chính ủy Trung đoàn làm trưởng đoàn. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, Mặc niệm và kính cẩn thắp nén hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa là nơi tưởng nhớ 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm Tỉnh Khánh Hòa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động xây dựng nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc. Công trình hoạt động từ tháng 7 năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma rộng 2,5 ha được xây dựng trên ngọn đồi cát phía đông đại lộ Nguyễn Tất Thành. Tại đây, cụm tượng đài những người nằm lại phía chân trời với vòng tròn bất tử cao hơn 15 m, có hình tượng các chiến sĩ, thể hiện tinh thần hiên ngang bất khuất của những người lính sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Tượng đài được điêu khắc gồm cụm 9 nhân vật, đại diện cho 64 chiến sĩ ở tư thế dương cao lá cờ Tổ quốc trước lúc hy sinh. Khu vực tâm linh nhất của khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma là Mộ Gió, nơi đây đặt bia tưởng niệm, ghi danh 64 liệt sĩ hy sinh tại đá Gạc Ma. Theo Ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, trong năm 2023, có hơn 440 đoàn với hơn 45.200 lượt khách đến thăm nơi này. Vào những ngày này các đoàn về dân hoa, hương rất đông, mỗi ngày có khoảng 30 đến 40 đoàn. Thượng úy Lê Hữu Lực, Trung đoàn 196 Hải quân, cho biết đây là hoạt động thường niên năm nào đoàn cũng đến đây để tổ chức dân hương. Dân hoa và đây là hoạt động rất có ý nghĩa để cho các thế hệ trẻ, đoàn viên nắm chắc truyền thống yêu nước, tinh thần ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.